Hello, mình vừa mới mở con mắt mình dậy. Thật ra mình cũng không mới mở mắt đâu. Mình mở mắt lúc mình 5:30, nhưng mà lúc đó sớm quá, cả nhà chưa có ai dậy hết nên mình đành phải nằm trên giường chơi laptop. Chơi iPad. Và bây giờ mình sẽ dậy chính thức, bởi vì là 6 giờ hơn 7 giờ rồi. Ngày mình khá là đói bụng cho nên là mình phải make some noise trong cái nhà của mình để mọi người dậy và chở mình đi ăn sáng thôi. Cho nên là ok, hôm nay có thể là một ngày chủ nhật của nhà mình. Chủ nhật đầu tiên từ khi mình về Việt Nam sẽ như thế nào ha? Yay. Coi thằng em mình nó ngủ kiểu quá. Bị mắt đồ. Mình sẽ cột cái đầu tóc của mình lên trước vì nó hơi bết. Mình đang quay vlog bằng điện thoại cho nên là nó sẽ hơi bị gọi là hơi bị quay nhà lá giường á, cho nên là này, mọi người coi nhé. Xương xương thì đây là cái phòng của mình ngủ trên kia và thằng nhỏ nó ngủ dưới này. Thì nó vẫn còn nên sẽ rất nồng cho mọi người xem nè. Mà ở trong cửa sổ đang ăn mặt trời. Mình vừa mới về Việt Nam hồi hôm thứ ba. Sau đó mình đã ở Sài Gòn tới tận hôm thứ năm. Rồi sau đó mình mới về Đà Nẵng vì mình phải đi khám một số thứ. Good morning. Good morning. Nhìn vô. Good morning. Good morning. Ở trên lầu nhà mình chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi, cho nên là mọi người sẽ làm vệ sinh và skin care cùng nhau nè. Nghĩa là thằng này nó dậy sớm thì vậy, bình thường á mình phải đái đích nó thì nó mới chịu dậy á. À? Đúng không? Dĩ nhiên mình sẽ làm một chút skin care. Trời, mấy cái này kiểu ok. Mình không có mang cái tripod của mình ở bên Mỹ về á, cho nên là kiểu kiếm đồ để kê cái điện thoại nó hơi là cực. Còn mình đang đặt một cái tripod mới ở Shopee rồi nhưng mà nó chưa có giờ tới. Kiểu từ hôm vừa rồi lúc mình về Việt Nam á, cái xong cái mẹ mình đã đưa mình đi lột hết những cái mụn cám ở trên cái mặt mình, cho nên là bây giờ mọi người mới có thể thấy cái mặt mình nó khá là láng á. Mấy hôm mình thức đêm hơi nhiều và mình cũng hơi stress cho nên nó lên mụn. Mình nghĩ vậy nhưng mình cũng thực tế thì không biết sao. Giới thiệu mọi người, đây là kiếp nạn đầu đời của mình khi mà đi học bên Mỹ, đó là mình đi thực nghiệm ở ngoài trời trong môn biology á. Sau đó là mình đã bị cái gì đó, cái cây gì đó nó quẹt, nó gây ngứa, mình gãi và nó lan hết cơ thể mình luôn luôn. Bây giờ là mình phải chăm sóc cho cái phần chân của mình. Cái phần chân mọi người không thấy được rồi. Đầu tiên mình phải dùng nước muối mình lau sạch cái chỗ này đã. Mình sẽ dùng cái lọ kem này để bôi lên da. Nhưng mà mọi người thắc mắc tại sao thằng em mình nó lại ngủ chung phòng với mình. Thật ra thì nó có phòng riêng đó, nhưng mà nó sợ ma quá, với cả nó muốn ngủ với mình vì mình vừa mới về á. Cho nên là nó quyết định sẽ ngủ với mình đó. Hôm qua mình đã được mẹ mua cho một cái váy màu tím, tím điện tình sim luôn. Bây giờ mình sẽ mang thử ha. Ta-da. Trời ơi, cái váy nó xinh dã man luôn á. Mà nó còn màu tím nữa, đúng gu mình luôn. Ô, đợi chút. Ta-da. Để mình quay gu cho mọi người xem nha. Rõ cái phòng mình nó hơi ấy một chút nhưng mà nhìn nè. Trời đất ơi, dễ thương quá. Ok, giờ mình sẽ cột tóc ha. Bởi vì thật ra cái đầu mình chải nên nhìn nó sùi sùi thôi, chứ tóc nó bết lắm rồi á. Kiểu Đà Nẵng nó nóng quá kìa, cho nên là tóc nó bết siêu nhanh luôn. Cho nên mình đã cột xong cái đầu tóc của mình rồi nè. Đây là cách mẹ mình gọi tóc này. Tên này tóc lồng đèn cho nên này nha. Bây giờ mình nên đợi ba mẹ mình, bởi vì chưa có ai dậy luôn á. Kiểu mình make up xong hết trơn rồi nhưng mà không có ai dậy, không ai ra khỏi giường hết. Nên bây giờ đã phải đợi mọi người ra khỏi giường nè. Mình vừa mới gỡ cái lớp bông mài ra và bôi thuốc lên. Trời nó siêu ngứa luôn á, nhưng mà tuyệt đối là không có được gãi, chứ không thôi là nó bị mất màu á. Nhưng mà siêu ngứa nha, nhưng mà mình rất là vui vì cuối cùng cũng gỡ cái lớp cái bọc rồi. Kiểu mấy hồi mang cái bọc đó kỳ cục vãi cho nên là yeah, kiểu so excited. Giờ mình sẽ đánh son. Mình dùng cái son nhẹ màu hồng này để làm nền cho cái môi mình. Bây giờ mình sẽ đánh cái son, cái màu nó hơi kiểu đậm đậm hơn một xíu. Đó là cái cách mình xem trên TikTok để cách để đánh son đẹp á. Ta-da, đây là son Bia, đúng không? Bia. Dùng cái này chắc cũng phải hơn một năm trời rồi á. Từ cái đợt mà mình mua trước mình qua Mỹ đó. Ta-da, xong rồi nè.
Mình sẽ nói cho mọi người biết là bây giờ mình đã ở trong phòng mẹ mình tới tận 30 phút rồi. Mẹ mình hẹn bạn 8:30 mà bây giờ 8:15 rồi mà còn chưa thay đồ xong nữa luôn á. Là hiểu cái độ rè tới cỡ mô luôn rồi á. Hello mẹ. Hello Sam. Mình vừa mới được ba mua kẹo á, à, lộn không phải mua kẹo, mua kem cho. Trời ơi đã quá, đã quá đã. Quá đã, cảm ơn mẹ. Siêu ngon. Hello mọi người, bây giờ đã là 11:30 và mình vừa mới về phòng xong. Thiệt luôn, kiểu trời Đà Nẵng nó siêu nóng luôn á, nó nóng như một cách bị khùng, bị điên luôn. Và nhà mình đã ngồi cà phê với bạn của ba tới tận cũng phải 2 tiếng đồng hồ luôn á, và giờ mới được về. Rất là ngốc nghếch. Nè! Đã khác. Hello cả nhà. Bây giờ đang là 2:00 chiều. Mình có một ca dạy học lúc 3:00. Nhưng mà hiện tại mình chưa có tạo cái portion và chưa tạo được cái schedule để mà mình dạy được. Cho nên là mình đang phải liên lạc với bên bên IT để họ giúp đỡ. Trong lúc đó có lẽ mình sẽ kiếm cái gì ăn một chút, vì mình đang khá là đói bụng. Cho nên là ok, mình sẽ xuống đó ha. Chuồng lên gác lại để ăn. Sẽ trộn. Cái panna cotta này á là của con bạn mẹ làm. Cũng được. Ngon. Mình có thịt custard nữa nè. Ngon, bánh này ăn kỳ vậy. Kiểu lần đầu mình ăn á, mình nghĩ nó sẽ ngon lắm nhưng mà nổ. Ấy là nó không có được yếu như mình mong muốn cho lắm. Bên đang đi nấu ăn ghê. Giờ nó đi ăn mì tôm, mình sẽ phụ nó nấu mì tôm. Thấy là mình cũng ăn mì tôm đó, nhưng mà bây giờ cái mặt mình đang không có được ăn cái gì. Một bên này là nấu mì và mình phụ trách trứng cho nó. Đây là thành phẩm mì cây với trứng lòng đào. Rất là tò mò cây kem này cho nên là mình sẽ ăn thử nó nha. Nó là kem lá dứa thiệt nha. Còn vị lá dứa không luôn? Ngon hả? Ăn ơi.
Dạ, bây giờ mình sẽ đi thăm thú tình hình xung quanh căn nhà của mình là có ai dạy ngoài mình chưa. Cho mọi người xem cái cửa phòng bước vào của mình này, nó có một vài cái tấm ảnh. Cái này là mình chụp ở vườn cúc họa mi ở Hà Nội á, chắc cũng phải được 3 năm trước. Và đây là sinh học 6, ép lá cây đồ các kiểu hề lắm nha. Hello, mình đã đột nhập qua phòng của mẹ và ba. Đây là con người mới ngủ dậy. Mình đã ghi được cái bộ mặt xấu của cái người này mới ngủ dậy rồi. Hello, bây giờ nhà mình sẽ đi siêu thị đây. Chuẩn bị siêu nhanh lắm, kiểu nhà mình chuẩn bị trong 5 phút thôi á. Và rất là may là thời tiết nó đã ok hơn rồi, nên nè, bớt nắng. Và mình chải đầu nên là tóc mình nhìn nó cũng không bén lắm, xõa cũng được mẹ ha. Được, mẹ mình nói được là được. Nhà mình đã đổi hướng đi ăn đồ Thái trước khi mà mình đi supermarket, cho nên bây giờ mình sẽ đi ăn đồ Thái. Tụi mình vừa vô là khách đầu tiên của quán, từ cho để nhìn cái menu cái đã. Món đầu tiên đã ra là mình cũng vừa mới cột cái đầu mình lên, mình đang nóng rồi, mình đang quá bét rồi. Lotte Mart thì mình sẽ đi fill up cái tủ đồ ăn của mình. Đi ham cuốn mà cuối cùng đi bộ lên mới ghê chứ. Sao chan mình cuốn.